Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Thanh Hà, tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội, hoàn thành chương trình học thạc sĩ 4 năm tại trường Y Dược Quảng Châu, Trung Quốc. Suốt hơn 40 năm qua, bằng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm vững vàng, cùng sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, bác sĩ Đỗ Thanh Hà đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp hàng triệu phụ nữ Việt thoát khỏi ám ảnh bệnh khó nói. Bắt đầu một ngày làm việc bận rộn tại Trung tâm Thuốc Dân tộc, bác sĩ Đỗ Thanh Hà tiếp nhận thăm khám cho hàng chục ca bệnh khác nhau. Với trường hợp nào, bác sĩ cũng bắt mạch cẩn thận, hỏi han kỹ lưỡng về bệnh trạng, sức khỏe, cuối cùng mới đưa ra kết luận chuyên môn rồi tư vấn hướng điều trị, liệu trình phù hợp nhất. Từng liệu trình của bệnh nhân cũng được bác sĩ tự tay kê cắt, gia giảm các loại dược liệu, mỗi đơn thuốc được đưa ra đều đảm bảo đúng người, đúng bệnh, đem đến hiệu quả tối đa trên từng cơ địa. Nhờ thế mà bệnh nhân nhanh chóng có hiệu quả chuyển biến, khỏi bệnh hoàn toàn chỉ sau từ 1 đến 3 tháng điều trị. Vào những lúc đáng có thể nghỉ ngơi, bác sĩ lại nghiên cứu thêm các tài liệu, tìm cách phát triển phương pháp y học cổ truyền với mong muốn đem đến cho chị em những lựa chọn tối ưu nhất. Bên cạnh đó, bác sĩ Hà còn rất tận tâm, nhiệt tình với công việc đào tạo đội ngũ kế cận cho ngành y học cổ truyền. Trực tiếp bác sĩ đã truyền dạy kiến thức, kinh nghiệm cho thế hệ sau, trở thành thế hệ tiền bối vô cùng được kính trọng. Với kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm dày dặn, thạc sĩ bác sĩ Đỗ Thanh Hà còn được mời làm chuyên gia tư vấn, đồng hành cùng các kênh truyền hình uy tín về sức khỏe như VTV2, Sống Khỏe Mỗi Ngày. Bận rộn là thế, nhưng bác sĩ Hà lúc nào cũng giữ tâm trạng vui vẻ, niềm nở đón tiếp bệnh nhân, tiếp thêm động lực, niềm tin để họ an tâm, tin tưởng vào quá trình điều trị, từ đó đạt được những kết quả khả quan. Tôi muốn gửi tới bác sĩ Hà lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất, tại vì nhờ bác sĩ Hà thăm khám tư vấn cũng như nhiệt tình như thế, cho nên bây giờ bệnh của tôi có thể thuyên giảm mong mỏi gần như là hoàn toàn. Hiện tại, bác sĩ Đỗ Thanh Hà đang làm việc trực tiếp tại Trung tâm Thuốc Dân tộc. Bác sĩ tiếp nhận tư vấn, hướng dẫn điều trị hiệu quả cho các bệnh lý, viêm nhiễm phụ khoa như viêm âm đạo, viêm lộ tuyến, viêm cổ tử cung, nấm âm đạo, bệnh kinh nguyệt, bệnh lý cổ tử cung, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, vô sinh, hiếm muộn, các vấn đề bất thường liên quan đến khí hư, đau rát, ngứa ngáy vùng kín. Chị em có thể đến trực tiếp phòng khám hoặc liên hệ qua số điện thoại Zalo 0989 913 935 để được bác sĩ tư vấn miễn phí.